ơn chúa à, buổi sáng đây thì chúng ta chứng kiến một điều đó là cái nhóm phụ nữ ở trong hậu thánh thì rất là tăng trưởng rất là đông. và tôi nghĩ rằng à, chúng ta không có phương cách nào khác chúng ta phải lo để mà tìm kiếm một chỗ À, rộng rãi hơn để rồi à, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa sẽ làm việc ở trong hội thánh của Chúa và chúng ta sẽ thấy rằng nhiều à, phụ nữ sẽ đứng lên trở nên những người à, rường cột của hội thánh trong sự phục vụ Chúa. Buổi sáng nay tôi xin thay mặt đi cho hội thánh xin à, à, chúc mừng tất cả các người cha có mặt ở trong thánh đường trong buổi sáng hôm nay xin Chúa ban phước đi cho quý vị và chúng ta sẽ cùng học với lại nhau về một cái đề tài đó là người cha nhân lành. Khi mà nói đến cái tình yêu của Đức Chúa Trời dành để cho loài người của chúng ta thì không phải chỉ là một cái tình yêu mà chúng ta nhìn thấy được thể hiện qua người cha không mà chúng ta thấy rằng chúa dùng người cha và người mẹ để thể hiện cho chúng ta thấy được cái tình yêu của đức chúa trời là như thế nào khi nói đến người cha thì chúng ta thấy rằng uh, có nhiều điều mà cái tình yêu của người cha nó khác với tình yêu của người mẹ người mẹ thì có nhiều khi uh, có sự nuông chiều con cái của mình à, có những lời à, dịu dàng đối với con cái của mình nhưng mà đối với những ông cha thì à, cái tình yêu nó khác cái tình yêu có nhiều khi thì nó cứng rắn tình yêu có nhiều khi thì nó à, có những cái à, à, lời mà chúng ta thấy rằng khuyên răng của người cha nó không có được có cái sự nuông chiều có cái sự dịu dàng giống như là người mẹ nhưng mà chúng ta thấy rằng đức chúa trời của chúng ta đấng yêu chúng ta với cả cái tình yêu của người cha và người mẹ cộng lại và vì vậy khi mà nói đến người cha nhân lần thì chúng ta thấy rằng không phải là một cái người mà chúng, người việt của chúng ta thường suy nghĩ đến khi nhìn vào những uh, uh, cái tình yêu của mà chúng ta kinh nghiệm từ những người cha đó một người nghiêm nghị một người cứng rắn một người luôn luôn sửa phạt chúng ta nhưng mà chúng ta thấy rằng cái tình yêu đó đã được thể hiện qua cái câu chuyện mà chúng ta vừa được nghe ở trong sách Luca đứa con có nhiều khi thì nó nó không có bình thường và ở trong những cái À, thời gian cái 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 tuổi khác nhau các nhà tâm lý học thì cho rằng khi đứa con còn nhỏ thì nó rất là mong muốn và nó rất là dựa vào ở nơi à, người cha của nó khi đi ở ngoài đường mà dầu xe tân xe à, 18 bánh à, chạy tới chạy 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 lui khi mà nó cảm thấy rằng nó bị lạc lòi và cảm thấy thiếu cái sự bình an, thì nó chỉ cần nắm lấy tay của người cha của nó, thì nó cảm thấy rằng nó được cái sự bình an và nó có thể mạnh mẽ để mà tiến tới. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng à, những nhà tâm lý cho rằng khi mà nó còn nhỏ, ở dưới cái tuổi teenager đó, thì chúng ta thấy rằng nó luôn luôn nó muốn gần gũi nó muốn à, chơi với lại cha nó muốn à, được à, cha nắm ở nắm ở trong cái 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 bàn tay nhưng mà khi đến tuổi à, teenager nó đã bắt đầu đến trường nó đã có bắt đầu có những bạn khác đó thì chúng ta thấy được bắt đầu nó xa cách cha của nó từ từ và nó trở nên nó nhìn ông cha của nó với một cái con mắt khác, sao mà thấy cha không có bằng những người bạn của mình, rồi nó bắt đầu nó so sánh giữa tình yêu của người cha với những bạn của nó, và có nhiều khi thì nó theo những bạn bè của nó, rồi kết cuộc bị cái sự sửa phạt của người cha thì nó càng ngày nó càng xa cách người cha hơn. rồi chúng ta thấy rằng khi mà đến đến tuổi teenager đó, đến tuổi à, mười mấy tuổi đó, tuổi thiếu niên đó, thì chúng ta thấy rằng nó nhìn người cha với một cái uh, cặp mắt khác. không biết tại sao mà ông cha của mình ông làm cái gì cũng trật ý của mình hết. Ông nói cái gì cũng, cũng 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 trật ý của mình hết. Và chúng ta thấy rằng nó bắt đầu nó trở nên bướng bỉnh và nó có những cái 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 sự bất vân lời thể hiện ra ở trong cái đứa con đó. Ở trong câu chuyện mà chúng ta thấy Chúa Giêsu kể thì cũng có nói đến. Ở trong gia đình kia thì có hai đứa con. À, cả hai đứa con thì đều... Uh, có thể nói rằng là đều... Đều lạc hết, đều lạc mất hết. Và tôi sẽ nói đến... Cái, cái, cái sự lạc mất của đứa con ở nhà... Cũng như đứa con bỏ nhà ra đi. Cả hai đứa đều là hoang đàn hết. Khi chúng ta thấy rằng chúng ta suy gẫm đến cái mối liên hệ giữa chúng ta và cái tình yêu của người cha đối với chúng ta đó thì chúng ta thấy rằng người Việt của chúng ta được cái sự giáo dục từ từ bé đến lớn nói đến cái cái công ơn của người cha sinh thành dưỡng dục chúng ta và người Việt Nam chúng ta nói là công ơn như núi Thái Sơn núi Thái Sơn không phải là cái núi cao nhất nhưng mà có lẽ rằng những cái người mà ở trong cái vùng đó thì họ chỉ thấy được cái núi Thái Sơn và họ cho rằng công cha nó lớn giống như là cái núi Thái Sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra và chúng ta thấy rằng giữa cái tình cha và tình mẹ không những nó lớn nhưng mà nó cứ giàu dạt nó cứ tuôn tràn và chúng ta cũng thấy cái sự quan trọng của người cha đối với À, con cái ở trong gia đình con không cha thì được ví giống như là nhà không nóc có cha có mẹ thì hơn không cha không mẹ như đàn đứt dây à, khi tôi tôi đánh đàn guitar thì tôi biết rằng là cái đàn mà khi mà nó bị đứt dây rồi thì nó không có còn có một cái 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 hữu hiệu gì nữa hết nó nó, nó không có À, làm được bất cứ một cái, cái chuyện gì nó chỉ là một cái vật cầm ở trên tay vô dụng mà thôi. Rồi chúng ta thấy rằng có những câu khác như là mồ cô cha thì ăn cơm với cá mà mồ cô mẹ thì liếm lá đầu chợ. Và chúng ta thấy được cái sự quan trọng giữa người cha và người mẹ. Nhưng mà chúng ta đang sống ở trong một cái xã hội mà người ta nghĩ rằng tiền bạc là tất cả chúng ta sống ở trong một cái xã hội mà gọi là chú tâm vào ở trong vật chất duy vật nhiều ông cha và bà mẹ ngày hôm nay không thấy được cái sự quan trọng của cái khía cạnh của người cha và người mẹ nhiều gia đình khi mà ra khỏi nước dầu ở trong nước thì cực khổ với nhau nhưng mà họ vẫn vẫn còn sống với nhau được. Nhưng mà khi ra ngoài quốc thì họ trở nên tan vỡ gia đình bởi vì có những cái cái điều suy nghĩ rất là sai lầm, nó không đi đúng với ở trong kinh thánh. Có nhiều người thì suy nghĩ rằng chỉ cần tiền bạc, vật chất cho con cái của mình tất cả cái điều gì mà nó muốn. Thì như vậy thì nó sẽ nên người, như vậy thì nó sẽ thành công, vân vân. Nhưng mà đó không phải là ý chỉ của Đức Chúa Trời, mà đó là cái sự lừa gạt của ma quỷ. Đức Chúa Trời tạo dựng thành lập nên gia đình và khi chúng ta có con cái thì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời thiết lập cái tình tình yêu cái mối liên hệ giữa cha con và cũng thiết lập cái mối liên hệ giữa mẹ con để rồi qua cả cái tình yêu của người cha người mẹ và cái sự công bình cái sự công chính sự thanh liêm sự tinh khiết của người cha đó cái tình yêu mà của người cha và của người mẹ đem đến đi cho chúng ta hiểu được Đức Chúa Trời, tình yêu của Đức Chúa Trời dành đi cho chúng ta như thế nào. Câu 11 đến câu 16, Ngài lại phán rằng một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng, Thưa cha, xin cha cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con cách ít ngày người em tóm thầu hết đi phương xa ở đó ăn chơi hoang đàn tiêu sạch gia tài mình khi đã xài hết của rồi trong xứ xảy có một cơn đói lớn nó mới bị nghèo thiếu bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ thì họ sai ra đồng chăn heo nó muốn lấy đậu của heo mà ăn cho no nhưng chẳng à cho chúng ta thấy có một cái vấn đề khi chúng ta cảm thấy rằng chúng ta chú tâm vào đi cho ở chỉ có chính mình. Khi chúng ta ích kỷ giống như là đứa em ở trong câu chuyện của đứa con hoang đàn đó. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã có tiền bạc, chúng ta có nhà cửa, chúng ta có danh vọng, chúng ta có hết tất cả mọi điều chúng ta có. Và thường thì chúng ta ý y, chúng ta tự phụ, chúng ta bỏ đi những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta phải phụ thuộc vào và như vậy thì chúng ta có quyền làm theo cái sự tự do theo cái sự thỏa thích theo ý riêng của chúng ta và đó là cái điều mà đứa em ở trong gia đình suy nghĩ ông cha mình bây giờ ông ông già rồi lẩm cẩm rồi Ông uh, nói cái cái gì nghe cũng không có vừa ý mình hết. Và chúng ta thấy rằng nó đã quyết định nó làm một cái điều mà có thể nói rằng không những bất hiếu theo cái phong tục của người Á Đông của chúng ta mà thấy rằng nó không thể chấp nhận được. Đáng lẽ cái gia tài của người cha chỉ có chia đi cho con cái khi nào mà người cha đã qua đời rồi đó thì nó mới có thể nhận được cái điều đó nhưng mà trước khi cha qua đời mà thằng em này nó dám tới mà nó đòi cái gia tài của nó những những cái gì mà cha tính chia cho tôi đó làm bây giờ đi chẳng qua nó chỉ mong chỉ mong rằng ông cha nó chết lẹ đi cho đi cho rồi và chúng ta thấy rằng đây là một cái điều đòi hỏi rất là phi lý nhưng mà chúng ta thấy rằng người cha vẫn ban đi cho con của mình những cái điều mà thuộc về nó. Ngày hôm nay trong chúng ta cũng vậy. Chúng ta có cái cơ hội, chúng ta có được một số tiền bạc, chúng ta làm ra tiền. Chúng ta nghĩ là tiền là tiên, là Phật, là tất cả cuộc đời là 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 tất cả và chúng ta nghĩ rằng chúng ta không có cần đến thượng đế chúng ta không cần bất cứ một người nào khác và chúng ta chỉ muốn làm theo cái tôi của chúng ta đó là một trong những cái cách mà đứa em của trong cái gia đình hoang đàn này nghĩ chúng ta có sức khỏe chúng ta đã có nhà cửa chúng ta đã có tất cả mọi điều mà chúng ta muốn chúng ta có được cái sự học thức chúng ta có được một số kiến thức chúng ta có được những cái nghề nghiệp ở trong tay chúng ta không cần phải phụ thuộc vào ai nữa hết và sẵn sàng để quay lưng lại và đi khỏi cái người cha mà mình đã lệ thuộc người cha mà đã nuôi nấng mình người cha đã cung cấp hết tất cả mọi mọi sự người cha yêu thương mình đi càng xa thì càng tốt. Mà vì vậy mà chúng ta chúng 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 ta thấy ngày hôm nay tôi thường đề cập đến ngày hôm nay có những cái lý thuyết mà đưa đưa ra có những cái triết lý mà đưa đưa ra thế tục hóa tức là chúng ta chỉ lấy con mắt của chúng ta để chúng ta nhìn và chúng ta bắt Chúa hay là hậu thánh phải làm theo bất cứ cái điều gì mà tôi muốn thích hợp với lại cái điều tôi muốn thì tôi đến tôi tham dự tôi sinh hoạt còn nếu không thì bye bye và quý vị quay lưng quý vị bỏ đi và quý vị không biết rằng chúng ta đang sống ở trên lời của Chúa chúng ta có cái mối liên hệ với lại Đức Chúa Trời chúng ta có mối liên hệ với lại thân thể của Chúa lộ thánh của Ngài hay là không và với một cái quan niệm sống như vậy thì đứa em hoang đàn này đã bỏ đi xa nhà đi phương xa mà có lẽ là đi ngoại quốc luôn nữa và chúng ta thấy rằng cuộc sống của con người không phải rằng lúc nào cũng dễ dàng cũng thuận theo ý của chúng ta mà chúng ta thấy rằng có người đi một bước xa hơn hơn nữa những người mà đang sống ở trong cái thế giới tự do này thì chúng ta theo những cái quan niệm mà tôi đã từng chia sẻ nhiều lần tức là hồi trước khi mà ở còn quê ở còn ở quê nhà đó thì chúng ta nghĩ đến thuận thiên giả tồn nghịch thiên thì giả vong chúng ta thuận với ý của trời chúng ta phải tìm biết ý của đức chúa trời muốn cái điều gì chúng ta làm theo lời của chúa chúng ta thuận với ý trời thì để chúng ta được tồn tại mà rồi cũng cảnh cáo đi, đi, đi cho chúng ta nghịch với ý của trời thì chúng ta sẽ đi vào ở trong cái con đường hư vọng nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy rằng khi ra ngoại quốc có tiền ở trong tay có hết tất cả mọi sự rồi thì chúng ta thấy rằng chúng ta đi theo cái chủ thuyết nhân định thắng thiên tức là ý của con người đó thì cũng phải thắng được ý của của, của trời tức là trời phải làm theo ý của chúng ta. Và do đó con người càng ngày càng đi xa đức chúa trời của mình họ đi theo ý riêng của họ nhưng mà chúng, chúng ta thấy rằng có những người thì đi quá xa chối bỏ đức chúa trời không công nhận đức chúa trời hiện hữu nữa và vì vậy mà chúng ta nghe đến có những cái thuyết vô thần Và Kinh Thánh Chúa nói một cách rất rất là rõ ràng ở trong Thi Thiên đoạn 14 từ câu 1 đến câu 3. Và đây là cái câu mà quý vị nên thuộc lòng để quý vị trả lời những người mà cho rằng là không có Đức Chúa Trời hay là tôi không tin Đức Chúa Trời. Chúa nói rằng kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, phạm tội ác gớm giết chẳng có ai làm điều lành đức chúa trời từ trên trời ngó xuống con loài người Đặng xem thử có ai thông sáng tìm kiếm đức chúa trời chăng chúng nó thay thảy đều lui lại cùng nhau trở nên ô quế chẳng có ai làm điều lành dẫu một người cũng không đứa con hoang đàn này nghĩ rằng mình lìa cái gia đình của cha của mình mình lìa cái nhìn của cha của mình cái sự kiểm soát của cha của mình mình càng đi xa chừng nào thì mình càng được tự do chừng đó được thoải mái chừng đó được sống theo ý của mình nhưng mà chúng ta thấy rằng nó ngược lại khi mà chúng ta càng xa đức chúa trời của chúng ta thì chúng ta càng đi xuống dốc chứ không phải là chúng ta đi lên chúng ta càng bị ràng buộc ở trong những cái luật lệ mà nó không có vào đâu hết ở đây thì chúng ta thấy rằng chúng ta không có điều khiển được mưa thuận gió hòa chúng ta không có điều khiển được cuộc đời của chúng ta người ta nói rằng là mưu sự thì tại nhân nhưng mà thành sự thì tại thiên sông có khúc người có lúc có lúc thì lên voi có lúc thì xuống chó mà tôi nghĩ rằng là nếu mà từ con voi mà xuống con chó bạc rê thì cũng thì cũng thì cũng còn đỡ nhiều người bị nhắm mắt rồi xong rồi thì là xuống luôn cả mấy con nhỏ mấy con chó chì qua qua đó. Thì là rất là tệ hại. Chỉ còn lấy thôi chứ còn còn còn. Và đó là cái kết quả của mọi người đang sống ở trên thế gian này kinh thánh nói một cách rất là rõ ràng như có chép rằng chẳng có một người công bình nào hết. Dẫu một người cũng không Chẳng có một người nào hiểu biết Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời Chúng nó đều sai lạc cả Thấy cùng nhau ra vô ích Chẳng có một người nào làm điều lành Giấu một người cũng không Ông bà chúng ta kết luận là Chỉ tóm tắt một câu thôi Nhân vô thập toàn Tức là làm người Không có ai hoàn toàn hết và nhân vô thập toàn thì kinh thánh cũng cho chúng tiên tri Esai cũng cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời ta đã phán những kẻ gian ác chẳng hưởng sự bình an. Mà vì vậy, chúng ta thấy rằng sông có khúc, người có lúc. Khi kinh tế đi xuống, thì anh chàng này mới đầu thì có tiền của thết đại bạn bè party rượu bia đầy dẫy thì chúng chúng ta thấy rằng còn tiền thì còn đệ tử mà hết tiền thì hết ông tôi nhưng mà rồi khi ở trong cái tình trạng hết tiền rồi đó thì cũng phải ăn để mà sống thì bây giờ chúng chúng ta thấy tồi tệ là anh chàng phải làm một cái công việc mà thấp nhất ở trong cái xã hội thời bây giờ cái nghề chăn heo là cái nghề mà thấp nhất. Đối với người Do Thái, con heo là cái con vật ô quế. Mà đi chăn heo thì là cũng cũng bị ô quế luôn với lại cái con heo đó. Mà không những là chỉ chăn heo thôi, đủ rồi. Mà anh chàng này đi xuống đến nỗi bụng đói. Muốn ăn đồ của heo, mà người ta cũng không cho ăn nữa. Ở trong cái hoàn cảnh đó thì đứa con hoang đàn mới nghĩ rằng ô tại sao mình phải ở trong cái hoàn cảnh như thế này? Hồi trước mình là một đứa con được thương yêu, được cha mình chiều chuộng, thương yêu mình. Nhưng mà bởi vì cái sự ham chơi mà mình đã nghịch lại với cha của mình. Bỏ nhà ra đi, và bây giờ ở trong cái hoàn cảnh như vậy thì chỉ còn có chết mà thôi đói chết và chúng ta thấy rằng đây cũng là cái lúc mà anh chàng công tử này tỉnh ngộ nói thôi bây giờ quyết định trở về lại nhà để thưa với cha mình rằng là cha ơi con biết là con phạm tội với trời và với cha Bây giờ xin cha tha thứ đi cho con và chỉ cho con được làm một tên nô lệ một người làm thương tình ở trong nhà của 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 cha thôi. Bởi vì anh thấy rằng tất cả những người làm đi cho ở trong gia đình ở trong nhà đó thì ông cha rất là nhân từ người nào cũng có đồ lành mạnh, lành lặng, rồi ăn uống thì no nê, không có ai mà bị đói mà muốn ăn đồ của heo mà cũng không được ăn nữa. Thế nên là không có một cái lý do gì mà mình cứ tự hại mình, mình càng đi sâu vào ở trong cái con đường này, con con, con, con đường quay ngược xa cách cha của mình. Và cái điều quan trọng là anh chàng tỉnh ngộ trở lại với nhà cha của mình. Có 17, có 20. Vậy nói tỉnh ngộ mà rằng tại nhà cha ta biết bao nhiêu người làm mướn được bánh ăn dư dật mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng thưa cha tôi đã đặng tội với trời và với cha không đáng gọi là con của cha nữa Xin cha đãi tôi như là đứa làm mướn của cha vậy Nó bằng đứng dậy mà về cùng cha mình Buổi sáng hôm nay tôi ước mong rằng quý vị là những người Đang ở trong một cái hoàn cảnh mà mình thấy rằng Mình không có một cái mối liên hệ nào với lại Đức Chúa Trời là cha yêu thương của mình đừng tiếp tục đi cái, đi cái con đường mà ăn cám heo nữa, ăn đậu vỏ đậu của heo nữa, mà trở về với Đức Chúa trời, trở về nối lại cái mối liên hệ với Đức Chúa trời là trái yêu thương của chúng ta và chúng ta biết rằng kinh thánh cũng cho chúng ta biết rằng chúng ta đang ngồi ở trong buổi sáng hôm nay nhưng mà kinh thánh đã cho chúng ta biết rằng hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn mà chúng ta sẽ đối diện. Có nhiều khi thì Chúa để cho những sự thử thách nó xảy đến theo ý của chúng ta. Nhưng mà để không phải là để hình phạt chúng ta đâu. Có nhiều khi thì chúng ta suy nghĩ sai Chúng ta nghĩ rằng Mỗi lần mà thử thách đến đi cho chúng ta Mỗi mỗi sự khó khăn xảy đến đi, đi cho chúng ta Là Có cái điều gì sai với lại chúng ta đó Phải có cái điều gì sai với lại chúng ta Nhưng mà không phải là Chúa muốn nhận chìm chúng ta Mà Ngài muốn cảnh tỉnh Ngài muốn nhắc nhở Ngài muốn nâng chúng ta lên mà vì vậy khi mà chúng ta đối diện với lại những cái, những cái sự thử thách Đừng có cằn nhằn phàn nàn Chúa Tại sao Chúa để đi cho con như thế này Như như thế kia Nhưng mà hãy Tập cái sự ngợi khen Chúa Ở trong những sự hoàn nạn Sự thử thách Ở trong cuộc đời của chúng ta Bởi vì Gia cơ nói rằng phước cho người bị cám dỗ hay là bị thử thách đó Vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh bảo triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Khi mà chúng ta đi ngược lại với lại ý chỉ của Đức Chúa Trời, ngược lại với con đường của Đức Chúa Trời, thì cái, cái sự thử thách của Chúa nó giống như là những cái, cái, cái rào cản để rồi ngăn chúng ta đâm đầu vào ở nơi địa ngục một cách hoàn toàn chúng ta không muốn là cuộc đời của chúng ta lúc nào cũng bình thản lúc nào cũng phước hạnh lúc nào cũng theo ý của chúng ta lúc nào cũng dễ dàng và rồi thì một ngày chúng ta mở mắt ra chúng ta tỉnh dậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta đang ở trong địa ngục và vì vậy những cái sự cám dỗ đó nó giống như là những cái bước thành ngăn trở chúng ta ở trong cái tình yêu của chúa ngài muốn thức tỉnh chúng ta trở về với lại Chúa. Giống như cái tình yêu của người cha đó. Nó rất là khó khăn. Có nhiều khi thương cái đứa con của mình. Nhưng mà phải cầm cái roi lên. Thương cho roi cho vọt. Mấy bà mẹ với lại bà ngoại ghét thì cho ngọt cho cho bùi. Bởi vậy thì chúng ta cũng thấy rằng người Việt Nam của chúng ta có câu rằng là con hư thì tại mẹ phải không? mà cháu hư thì tại bà không phải là lúc nào cũng chiều chuộng nó không phải lúc nào cũng uh, làm theo ý của nó mà vì vậy quý bà mẹ cần có những ông cha có sự cứng rắn để rồi con của chúng ta được nên người Xin Chúa giảng dắt giúp đỡ đi cho chúng ta. Bây giờ từ câu 20 đến câu 24, khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, lấy lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng, cha ơi, con đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của, của cha nữa. Nhưng người cha bảo cùng đầy tớ rằng Hãy mau lấy áo tuốt Mặc cho nó Đeo nhẫn vào ngón tay Mang giày vào chân Hãy bắt bò mập Làm thịt đi Chúng ta hãy ăn mừng Vì con của ta đây đã chết Mà bây giờ Lại thấy được Đoạn họ khởi sự vui mừng quý vị là những người ngại ngùng không biết rằng là trở về với chúa nó như thế nào nhưng mà kinh thánh chúa cho biết khi mà chúng ta đi sai đường chúng ta quay trở lại ông cha ông không có giác roi ra và ông nói ta đánh mày một trận đi cho mày nhớ đời và chúng ta thấy rằng tấm lòng của ông cha thương yêu nhớ nhung con của mình dầu nó là một đứa con hoang đàn một đứa con bất hiếu một đứa con quay bỏ mình nhưng mà chúng ta thấy rằng cái người đầu tiên mà nhìn thấy đứa con trở về đó chính là cái ông cha già mắt thì đã làm tai thì đã lãng nhưng mà ổng là cái người đầu tiên nhìn thấy đứa con trở về cho nên ăn năn trở về cùng với lại về nhà với cha của mình đó là một cái điều rất là phước hạnh để đi cho cuộc đời của mình rồi chúng ta thấy ông ông đứa con thì nó chỉ muốn rằng là giống như là một đầy tớ chỉ chấp nhận lại giống như là một người đầy tớ ở trong nhà có đủ ăn đủ mặc là đủ rồi nhưng mà, mà ở đây không ông cha muốn đón nhận lại cái đứa con đó với cái tình yêu rất là lớn lao không những là ông nhớ nhung ông yêu thương mà ông muốn phục hồi lại cái điều vị làm con cái. Mà chúng, chúng, ta thấy rằng con, những người đầy tớ thường ở trong nhà. Ông nói rằng là này, cho nó một cái bộ bà ba màu đen hay là bộ ba, bộ bà ba nâu thay đồ để cho nó thay đồ. Ông nói rằng lấy áo tú, áo đẹp, áo nhiều màu đó. Áo của một công tử. Mặc vào đi cho nó. Đeo nhẫn vào đi cho nó Nhẫn tượng trưng đi cho Cái quyền làm con ở trong nhà Chỉ có những những công tử ở trong nhà Mới mới đeo nhẫn vàng thôi Đại tớ không không có ai mà làm việc mà có có mà, mà cần đeo nhẫn vàng hết. Và chúng ta thấy rằng lấy giày mang vô đi cho nó. Cái phong tục ả Đông của chúng, của chúng ta chúng ta hiểu Đại tớ thì là thường thường đi chân không. Chỉ có con cưng, chỉ có công tử ở trong nhà mới dám mang giày đi vô nhà thôi. Chúa muốn phục hồi đi cho chúng ta trở nên con cái của Ngài. Đừng ngại ngùng cái điều đó. Và ở đây thì chúng, chúng, chúng ta thấy rằng chỉ có một người không vui thôi. Là ông anh ở trong nhà tại vì ông anh này ổng không hiểu cái gia tài mà đã chia rồi đó mà còn lại đó là tất cả đều thuộc về ổng nhưng mà ông kể là ô chưa à, cha con ở trong nhà cha không cho con lấy một cái con à, chờ, à, chiên nhỏ hay hay là một con bê để mà con con làm tiệc con đãi mấy đứa con con bây giờ thằng con hoang đàn nó, nó trở về Chàng cho nó hết tất cả nữa Không Gia tài của cha là gia tài của con Nhưng mà xin chú giúp đỡ đi Đi cho chúng ta Chúng ta đừng có Thấy những anh chị em mới của chúng ta đã được đem Chúa đem đến trong hội thánh của ngài mà chúng ta thấy rằng có phàn nàn rằng ô một sư ơi tại sao một một sư cứ chăm chú vào lo thăm viếng lo uh, chăm sóc thăm hỏi những cái người mới còn tôi mấy chục năm nay rồi cái đó là bệnh đó cái đó cũng là hoang đàn luôn đáng lẽ mấy chục chục năm đã hiểu biết về chúa thì quý vị phải phụ với lại tôi trong cái sự chào đón anh chị em của mình đem họ về với lại nhà cha chứ không phải là ngồi đó mà ganh tị để xin chúa dẫn dắt giúp đỡ đi cho chúng ta trong lễ cha ở trong tuần hôm nay xin chúa dẫn dắt giúp đỡ đi cho chúng con là những đứa con biết lắng nghe lời cha của mình biết ý của cha của mình và sống ở trong cái mối liên hệ với cha của mình quý vị là những người mà đã uh, vẫn còn chạy lang thang ở đâu ở, ở ở ngoài đó ở ngoài nhà cha đó để mau vội vã trở về đừng chần chờ và quý vị là những đứa con hoang đàn mà đang ở trong nhà đó xin chúa thay đổi thấm lòng của con để rồi con cũng hiệp với cả gia đình và yêu mến anh chị em của chúng con là những người mà Chúa đang đưa vào ở trong hậu thánh của Ngài. Ma cũ ăn hiếp ma mới đó là ở ở ngoài hậu thánh đó, ở trong những hậu đoàn đó. Nhưng mà ở trong hậu thánh của Chúa chúng ta sẵn sàng để rồi có nhiều khi thì ma mới ăn hiếp ma cũ nữa. Bởi vì tình yêu của Chúa mà chúng ta là những người ở trong nhà của Chúa bằng lòng giang tay ra và chào đón tất cả những người mà Chúa đưa vào trong hậu thánh của Chúa. Và xin Chúa dẫn dắt giúp đỡ đi cho chúng ta trong cái tình, cái mối liên hệ giữa cha con. Và buổi sáng nay chúng ta xin Chúa giúp đỡ đi cho những người cha là những người đã ở trong nhà của Chúa. Xin Chúa giúp đi cho chúng tôi là những người cha có thể làm trọn được ý chỉ cái sứ mệnh của Chúa. Mà những thành viên khác ở trong gia đình thấy được cái tình yêu của Chúa qua những người cha. Và buổi sáng hôm nay tôi cũng xin thưa với những đứa con hoang đàn. nếu một quý vị không muốn nhắm mắt để rồi tuột xuống cái sự hư mất đời đời thì hãy mạnh dạn trở về và sống đi cho Chúa sống trong tình yêu của Ngài sống trong sự phước hạnh của Ngài Xin Chúa dẫn dắt giúp đỡ đi cho mỗi chúng ta trong buổi sáng hôm à, đã rất là nhiều tuần thì tôi 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 quá giờ nhưng mà tôi biết rằng là còn 10 phút nữa chúng ta cùng đứng lên và chúng ta thưa với Chúa.